Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. 20 tuổi hả? Anh 20 tuổi nhá. Chào anh sĩ, ok, chào em. Ui, em ơi. Chết dở em ơi. Anh đang mày đọc comment của chúng nó này. Ok, ok. Chết dở nha em ạ. Đang mải đọc comment của mọi người, tí nữa là kẹo xanh mộ. Ôi em ơi, phía sau có người. Ui à, em đừng gọi vào đi. Ở ngay phía 105 có người thì phải. Ngay chỗ cái nhà đấy. Ui, bom rơi, bom rơi. Ui, qua đây em ơi, qua đây cứu anh em ơi. Qua anh ơi, qua đây cứu anh này. Anh đằng sau. Xin đó. Ok. Anh đằng sau em ơi. Đây, qua đây cứu anh. Chết dở nhà mà chơi game để gấu gánh thế này. Có một đứa ở ngay gốc cây 60 nhá. Có máu không Phật Anh? Tụi máu này. Nó đang để lên cứu bạn này, em ơi. Để lên cứu bạn à. Ui. Để lên cứu bạn à. Ui. Chiến đấu ở ngay trong vùng NG. Căng chơi anh em. Ui. Thực kia nó bị hạ rồi em ơi. Nó bị bom rơi hạ rồi. Ui. Thế là mình vẫn đang còn hên em ơi. Ở ngay ngoài nhưng không sao cả anh em ạ. Anh em thấy là mình có súng dai không ạ? Sao em? Anh nghe này. Ok. Đây, kẹo quần mọc đã. Từ lúc chơi Free Fire xem mỗi của ông kẹo. Thank you bạn nha. Cảm ơn bạn đã ủng hộ cho mình nhá. Đây, mình sẽ chạy lên phía trên coi. ID game của anh đó là... Ui, ID game anh không nhớ em ơi, anh quên rồi. Ui em ơi. Đúng rồi nào em. Ở ngoài này có một cái xe này. Quan trọng là kiếm người ấy. Ở đây nghĩ là cũng không còn ai đâu. Kiểu như là chúng nó bắn nhau xong là chúng nó chạy qua mấy cái khu khác hết rồi. Nên là bây giờ chịu luôn. Anh với chị Phương Anh ở cùng nhau à? Đâu có đâu em. Hiện tại thì anh đang nói chuyện vào Discord nha các bạn nhá. Nên là các bạn có thể thấy rằng là mic game không được bật. Đấy là đang nói chuyện bằng Discord nha các bạn. Discord nó là một cái app để anh em có thể là nói chuyện qua game với chất lượng nó khá là ok, khá là ổn. Đây em ơi, lên xe anh chở này. Phải anh ơi. Chị em cách ăn kẹo đi. Đấy nó là cái tiêu đề mà NonoLine người ta đặt cho mình. Đấy, ăn kẹo tối nay. Cùng ăn kẹo nào, nhưng mà tối rồi nha mời ăn kẹo sâu răng đấy. Anh em uống tạm nước lọc đi cho đỡ sâu răng nhá. Sao xem? Không bao nhiêu nhỉ? Không bao nhiêu em ơi? Anh không nghe rõ ấy. À đây đây, có người này. Cái nướng giáp á. Đây đây. Anh nướng giáp cái đã. Ô, không phải. Không phải em ơi, nó là cái bản đồ kho báu. Nướng giáp cho nó lượm rồi đây. Qua đây em ơi, còn có ngay mấy đứa ở bên này này. Để anh coi. À đây em ơi, tầng 2. Tầng 2, cẩn thận em ơi, có liệu không thì câu lên. Ui. Ở ngoài có người, đứng tạm đây đi. Ở ngoài hướng 285 có người nhá, cẩn thận em ơi. Chúng nó đang đẩy xuống đấy. Ui. Em ơi, cẩn thận em. Anh còn mặc cái đá, ui Phương Anh, Phương Anh. Đừng gọi vào đi. Đây anh cũng canh nó coi. Ngay trong nhà anh em ạ. Đậu xanh. Nó vẫn đang ở phía trên em ơi, nó chưa chịu xuống đâu. Anh để ý tới chân nó cho. Hay là mình lên nhỉ? Nó đang chạy đến gần mình lắm. Để xem nào. Ở đây. Mấy thằng này chơi gà mà anh em ơi. Ok nó một. Quay bay cùng một đứa nữa. Lấy của nó cứu anh. Cứu nó cứu anh em ơi. Một đứa ngay trên này. Giết nó. Ok cứu anh.
Chết giỏi nha em ạ, trận này kẹo chơi gà quá. May là có gấu gánh cho, không là tôi sanh mộ anh em ạ. Cái chỗ hướng người lúc này ấy, nó vẫn còn bắn mình này em này. Chúng nó vẫn đang ở đấy thôi. Ơ anh nhấn lộn nhấn lộn. Mất tiêu khẩu súng rồi đây. Xuống hướng này. Em có 4x thừa không? Hả? Em có 4x thừa không? Không có hả? Em không. Ơ bạn này không có máu hả em? Anh không thấy máu đâu ấy. Ê, máu đây. Ở đây, đây. Ok, anh xin. Đâu vậy em? Ok, ok. Rút thêm 2 túi máu nha em ạ. Hello các bạn, chúc các bạn xem live vui vẻ nha đây. Bạn nào chưa follow thì nhớ là follow để ủng hộ cho kẹo nhá. Cảm ơn tất cả anh em. Hình như là nó ở ngay phía dưới kênh mình đấy. Không phải, không phải em ơi. Nó vẫn đang ở đấy thôi. Chỗ này em ơi. 330. Ta chạy này. Ta chạy này. Ui. Ta chạy này. Ui. Thằng này. Dựng thằng mang ngu này. Dựng thằng mang ngu này. Hình như là nó die rồi em ạ. Cuối cùng thằng bạn nó đang người bắn đây, đây. Trên. Đây đây em ơi, đây em ơi. Qua đây lên xe anh chở. Qua anh giết nó luôn. Xe hơi đã nhưng mà chạy ok không sao cả. Nó sau tầm băng em ạ. Ôi em ơi, hướng này. Hướng này cơ em ơi. Ok. Ui. Hướng này có hai đứa này. Một đứa ở mãi phía trên đấy. Ok chết rồi anh ơi. Ok. Phải còn một đứa ở phía dưới nữa. Hình như là nó sau căn nhà hướng với kép em ơi. Đúng rồi, nó đang đứng ở cạnh nhà nhá. Nó đang phía sau hàng rào. Ôi này phá xe mình này. Anh đứng tắt đèn rút đồ cái đã. Anh lấy thêm máu luôn. Đây anh ơi anh. Ok anh thấy nó rồi. Chờ xíu đây. Ai với em qua luôn. Nó đang ngay sau hàng rào phải không? Nó chạy vào nhà hay sao? À nó chạy vào nhà. Đi em đi em. Anh đang hút đổ cái đãi. Ui không phải, không phải đâu. Tầng 2 không có em ạ. Nó chạy rồi. Tầng 2 không có đâu. Nó chạy mất tiêu rồi ấy. Hay lắm em ơi. Chạy đâu rồi hả em? Ui dồi ôi. Mãi ngoài em ạ. Được rồi. Đây rồi, mày chạy à? Anh thấy nó rồi em ơi, ngay hướng 15. Ngay gốc dừa. Cái đậu xanh. Ở sau gốc dừa hả em ơi? Ui. Cái đậu xanh. Mày chạy à? Anh dựng tầm ăn lên luôn. Ok. Để em cứ đứng tạm đấy đi. Nó chạy á. Đây, đuổi theo luôn em ơi. Thằng này mày chạy à? Ngay sau chỗ đấy nhá. Đây dự tâm an này. Ok. Chạy bằng niềm tin hả em? Ôi thằng này chạy nhanh đấy nhỉ. Qua luôn em. Nó thấy mình có hai người nó sợ chạy em ạ. Chắc là chạy xuống phía dưới rồi. Ơ chạy. Này con nhà chạy nhanh. Đây em ơi. Bên dưới này. Ở bên dưới này. Ok. Mày chạy à? Em quần máu đi. Giáp nát rồi anh ơi, có cái giáp nào mới. Giáp anh nhá. Có một cái giáp 3 nhưng mà cũng hơi nát nữa. Anh cũng có giáp cơ. Anh có một cái giáp 4 nhưng mà nó sắp rụng ra ngoài rồi em ạ. Không sao đâu. Kệ đi, mình chơi khỏi cái giáp luôn. Tại vì có đâu. Tí nữa mà có giáp anh vứt cho. Thế là còn lại 10 đứa nữa ở trong cái ván đấu này nhá các bạn. À, anh mua Black Shark 2 hàng sách tay em ơi. Quốc tế thì anh em đặt mua rất là khó nhá. Quốc tế có khi là anh em phải sang tận châu Âu mà sách tay về thôi. Chứ còn là Black Shark 2 thì chủ yếu là toàn là hàng Trung Quốc là nhiều anh em ạ. Chào em đây. Anh đây đây. Các bạn bảo là em nghĩ anh với chị Phương nên mặc đồ đô trong game Free Fire. Cũng hay em ạ. Thôi. Hả? Sao em?
Tí nữa anh đổi đồ cho nó gần giống em luôn. Đổi đồ giống hệt luôn nhá. Nhá nhá, tí đổi. Đeo đeo. À, anh đang chơi với gấu anh em ạ. À. Ui, em ơi, một đứa sắp thẳng đá này. Giết nó em ơi. Ok, nó một nhá. Còn đứa ở ngay mãi ngoài cơ nhưng mà giết nó luôn này. Đẻ trứng á, thằng này hay. Ôi em ơi, phía trên có người. Ok, đây. Anh đang đứng đây. Ồ em ơi, thằng này. Cái thằng ngáo ngáo này. Ui, nó định chạy qua để bắn em à. Em để ý thấy cái hướng 1.5 chưa có người đấy. Anh chưa thể nói mà. Trong nhà thì không phải em ơi. Tính bây giờ này. Ui. Ai em ơi, nó ngay hướng 120. Căn nhà tầng 3. Chỗ tầng 3 hướng 120 nhá, cửa sổ bên trái. Em thấy chưa? Đây này. À, coi chừng vỡ đầu nhá thằng này. Hay lắm em ạ. Ôi. Em lên trên quan sát nó dễ cực. Thôi kệ nó đi em ơi, mình lấy xe chạy em ơi. Phanh. Thôi, cho nó vào bộ đằng nào. Đấy, thì anh chạy qua anh chơi nó luôn. Thằng này mình chạy à? Ui. Anh ơi, còn thằng. Ui, đồng ngâm em ạ. Thôi xong rồi. Anh chạy ra ngoài là hơi ngu rồi em ạ. Cẩn thận em ơi, bên này có hai đứa này. Bên này có tận hai đứa cơ em ơi. Chết dở rồi em ạ. Ok, ui em ơi. Quay, giữ nó. Ok, đây. Anh đánh hết máu rồi ấy. Thằng nào bắn cho vài cái nữa là anh đai luôn ấy. Đem. Ok. Ui. Giỏi thế. Em ơi, chỗ cầu. Chỗ cầu có hướng 210 có người nhá. Đậu xanh. Ui, anh quần máu cái đã. Đây, quần máu cái đã. Còn 3 mạng cơ. Ui, em thật cho nó chưa. Nó ngay sau chỗ tường băng ở chỗ cầu ấy. Các bạn đang hết máu cơ. Ok, đây rồi. Anh có máu chứ, để em vứt trên này. Anh có rồi em ơi. Okay. Vứt thêm cho cũng được, không sao cả. Ok, đây em dựng đi. Giữa đi. Anh đang ngay phía sau này. Anh hết tường băng rồi. Anh có mỗi một cái tường băng thôi. Ui. Kìa đó kìa em ơi. Ok, nó một nhá. Thằng này chết chắc rồi nha. Còn đứa nữa em ơi, một đứa nữa. Ta đứng này. Ui, ta đứng này. Cái đậu xanh, ok, xong hai đứa em ơi. Bây giờ còn mạng cuối thôi. Ui, đây rồi. Ngay giữa cầm ạ. Ui, thằng này, mày dựng tấm măng à? Ui, mày dựng tấm măng à? Ok, nhớ giấu nha. Ở chết rồi. Hả? Sao em xem? Không cứu được. Kiểu nó hết trận rồi ấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.